Hai mọi người ha, hôm nay mình quay lại cái vườn, tại vì làm cũng gần xong, mình chờ đợi hoa đấy, đẹp. Bây giờ hơi sớm, nếu mà trễ là 10 giờ mới 7 mấy sáng à, 7 rưỡi, 10 giờ nắng lên là hoa 10 giờ này đẹp lắm, đẹp chưa ha. Đây là nó sen cá. Cái loại này mình chỉ có bự đâu, có loại bự hơn. Nó nở từ từ. Cái này mình muốn thơm nó trên màu đỏ, đâm ra mình cho nó. Nó chưa có bự. Cái này nè nó già rồi, còn này là nó vẫn bình thường. Thấy nó thơm màu hồng không? Còn màu xanh mình cũng có. Đây. Đây mình quay cái cái chữ S của mình, cái bản đồ Việt Nam. Có ai thấy không ta? À, ok, giờ quay bông sen đá ha, hoa sen đá mà. Ây da, lạnh quá. Đây là cái mình không biết tên là lắm, mà sen đá cái loại này. Nó ra nó màu blue á, màu xanh dương, nó ra đây nó nắng nó sẽ hồng. Thấy không? Mấy thằng này ra đây là nó bị đổi màu hết. Nắng mạnh đó, nắng trưa đó. Còn nếu mà mình thằng này nó ra màu khác á, lúc nó nó đỏ, lúc nó xanh cười lắm. Còn cái cây này người ta nói là fire stick, là cái cây nó màu đỏ, nắng lên nó đỏ. Cái này một dạng sen đá, cái này chưa có nắng được thì dạ. Nếu mà mình nó nắng nó úp vô bông này thì bự hơn. Đó, hai cái lá úp vô màu đỏ khó quay quá. Còn đây là cái giống móc cải nhỏ, là nó giống cái thằng này nè. Thằng này nó hơi bự, còn cái quanh kia mình muốn quay được ha. Đây dạ. Này gọi là xà lách gì đó, giống lá xà lách thôi. Này là nó sẽ bự như bàn tay mình, giống như cái bông này bự lắm, bự từ đây tới đây. Hiện giờ nó là đang nhỏ, nhỏ mà cũng đã ôm một cái bàn tay mình. Bây giờ chống nó đau quá. Thấy không? Ra nắng nó sẽ màu đỏ hết. Đỏ từ từ ra ngoài nên cái nhỏ của nó đây nè. Thấy không? Cái giống này nó mới là mới mốt nó đẹp lắm. Từ từ. Cái này bị bụi vô nè. Nó chưa ấy. Đây. Ây da, sao quá mà đỏ rồi. Đây là sen đá nữa nè, không nở. Cái này bự cỡ lớn tay. Cái này bự nữa. Cỡ này đó. Cái này cũng là sen đá, nhìn giống cục đá dưới. Ở cái này loại đó luôn. Đây. Nắng lên quay đẹp lắm mà đều. Nắng lên nó nóng, nó đang mùa hè. Cái này còn liên có cái, mình có cái mới nữa nè, cái bự, bự như là cái bắp cải này nè. Nhưng mà nó nằm ở phía sau nhà, chút nữa mình chưa bỏ chậu quay cho ha. Đây 1 2 3 4 5 6, thấy cái sàn đá khác nhau 7 8.
đều khác giống hết. Cái này nó sẽ thơm, ở ngoài màu tím lắm á, nắng không lên thấy xanh chứ ngoài tím á, tím hồng. Cái này cũng là tím hồng nè, mà quay nó chưa có, chưa đủ ánh sáng á. Thôi giờ tạm đi rồi mình sẽ quay lại. Đây một cái nữa. Ây da, vì nguôi giống khác nhau hết. Thằng này bụi quá, phải quét nó. Thấy không, ở dưới nó thân đỏ, thân hồng là tùy theo. Dưới còn cái bông nữa. Ây da, tại vì mình đứng á, giấu nó bớt. Này con cá ha. Cái này bắt đầu ra đây, bắt đầu nó thên lại nè. Cây này bắt đầu nó sẽ thên màu màu đỏ. Bữa mình trồng là mình muốn nó màu xanh, lá cây xanh đậm á. Thì Liên, Liên không có phơi nắng đó, Liên để nó xanh ươm hết. Bây giờ bắt đầu ra đây nè, nó những cái chớm này dài bữa chừng tháng rồi nó đen như cái thằng kế bên. Cho coi ha. Nó đen giống như này, chuẩn bị nè. Đen mung. Lát nữa Liên cho coi một cái đen mung. Ờ đen mung bên kia kìa đó, bắt đầu nó bắt đầu chuyển màu. Hồi đó chơi xanh ngoài chán bây giờ lôi nó ra bỏ vô con đó. Đi từ từ ha, Liên có trong này là chắc mấy chục giống. Mọi người thấy vậy với nó khác nhau hết nha. Đó, cái này là nó ra nắng bao nhiêu là đỏ nữa. Còn nếu mình để trong mát nó cũng xanh. Mấy cái giống sen này nó đổi từ cái mùa nắng. Nắng đủ bao nhiêu rồi nắng không đủ bao nhiêu. Tùy cây nó chịu ha. Đây một giống mới nữa. Ở ngoài nó đẹp lắm nha, chứ không phải nó bị chạy chuỗi gì đâu. Phấn của nó đỏ. Tại vì không có đủ ánh sáng, Liên quay sớm quá. Thường này quay 10 giờ chắc đẹp hơn, nhưng mà thôi kệ. Đó, Liên có giống này khác nữa nè. Nó lên cái con. Đáng lẽ là Liên phải sắp nó kỹ lại một chút cho nó, giờ mệt làm xong. Thằng này cái lớp sen là đẹp rồi. Từ trên xuống nè. Nó không có chạy lắm đâu. Nó bây giờ mình lại gì mình trồng nó, mình ra nắng sớm mùa hè nó hơi ấy chút. Vài bữa nữa nó đẹp lắm. Cái này càng ra nắng càng đỏ nha. Thằng này cũng vậy luôn. Đây, thằng này ra nắng nó sẽ đen mung. Tại ánh sáng Liên đứng không đúng cái angle nữa, chứ nó đen mung mà nha. Đây là màu hồng. Không đủ ánh nắng chứ ngoài hồng tím nha, chứ không phải vậy đâu. Cái phone nó chưa đủ ánh sáng. Đây một cây nữa hay không? Còn nữa nè đó. Ở ngoài cái cục này dễ thương lắm, mọi người đừng có thấy nó ấy nha. Nó rất là dễ thương. Nó dính bụi đất. Đây một cái sen khác nữa. Thấy gì chứ, cái này nó cái tên nó gọi khác mà Liên không có cấm nha. Cái này thì giống cái bên này ha. Thấy hai cái đỏ không? Cái này Liên có màu đỏ nữa. Liên sẽ làm thêm cho nó đỏ đỏ nữa ha. Cái giống này nè, nó sẽ hồng. Hồng ơi là hồng luôn ở trên đó. Đỏ hồng đẹp lắm, từ từ. Bây giờ mình đưa ra nắng đó. Mới đưa nó từ từ. Đây cái này nhìn nè, toàn là sen đá từ theo. Đi quanh kia còn tính theo thành cái hình chữ S đó, là từ trên dưới sen đá không. Mai mốt nó sẽ bự, mọi người sẽ thấy rõ hơn ha. Bây giờ còn nữa, còn giống nữa. Đây nữa nè. Giờ mọi người coi cái này, mai mốt mà nó đẹp lên nữa mà nắng. Cái này phải lấy cái đầu phủi nó ra, nó bị bụi với em. Thấy không? Cái loại này khác, cái loại lá dài, lá nhọn. Cái này nó ở ngoài ở dưới nó vàng cam nha, chứ mọi người không phải nó lá nó hư đâu nha, ở trên tím. Tại nó ra ngoài nắng á, nếu mà nó vô mát nó tím hồng. Còn hồi này là đỏ nha. Này là bắp cải, thằng kia là xà lách, hình như xà lách cái lá nhọn hơn mà. Thấy không? Bây giờ mới có 7 8 giờ sáng à, nên nó chưa có được nổi, chứ thật ra nó nếu mà quay đúng nắng của nó ánh sáng nó đẹp, không thiếu ánh sáng. Đây một cái xiên này rất là
sẽ thên, nó đổi màu nó đẹp lắm nè. Thằng này cũng là màu đỏ luôn, nó đỏ, có thể nó đỏ như cái bông này nè. Bây giờ mình đang đợi nó, tại vì Liên có cây màu đỏ rồi, cái này Liên mua thêm thôi bởi vì nó chưa có đổi màu ha. Đây hai thằng nè, thấy vậy chứ, cái lá này là ngang nè, thấy không, cái lá này là tròn như sen lên nè nha, nó khác nhau hết đó nha. Thằng này ra nắng đó, nắng là từ từ nè, nó đang úp vô, nó chuẩn bị đổi màu ha. Thằng dưới thì là nó bị sốc nắng chút xíu thì hồi ra hoa nhỏ. Đây Liên còn giống khác nữa, sợ quay là quay không muốn xỉu. Đây giống khác nữa, đây Liên có một cái giống rất là đẹp, chứ mọi người thấy không, nó hồng phấn ở ngoài rất là đẹp. Rất tiếc là cái ánh sáng đủ, thôi lúc khác Liên sẽ quay lại ha. Đó, đây bữa mùa nhỏ nó lên nữa nè, hoa của nó đây. Đây thấy mọi người thấy một cái cam đậm và một cái cam lợt, nhưng mà cái bông này nè, đó cam đậm là nó xanh nè, thấy không đó. Còn cái này lợi sen đá luôn, nhưng mà nó ra cái bông y chang vậy, nhưng mà nó lại là màu gì ta, màu cam lợt hơn chút, thấy không. Ở ngoài đẹp lắm nha, tại vì quen đủ ánh sáng thiệt tiếc quá. Còn một giống khác nữa nè mọi người thấy không, ra đây một giống khác nữa này, mốt lên bụi đẹp lắm. Ấy da, Liên đè cái bông. Và đây một cái giống khác nữa nè, có sọc trắng đỏ, kế bên là một giống gần nó. Ô, cục đá văng lên đó, nó ở ngoài này nó đỏ quét à, đỏ rất là tươi nha, không có phải đỏ sậm đen đâu. Mà đó nhìn thấy không, đây một cái giống khác nữa, nhìn giống giống nhau nhưng mà thiệt ra là khác. Đây một giống khác nữa nè, giống này Liên có đọc muốn một cây đỏ đẹp lắm. Đây hoàng sa trường sa của mình chút xíu đó, thấy Liên để màu xanh để cho thấy khác không, kia là chữ S. Wow nè, đây Liên có giống này khác này, giống này lên bông đẹp lắm, nhưng mà nó không phụ được sáng đá, nó được giống cái này. Thằng này đỏ đây nè, đây là cây đen nè, đó cái bông mà Liên nói là cái con cá đó, nó thấy không, thấy nghe con cá bông màu vàng không, để chum lại ha. Đó thì nó sẽ bắt đầu nó đổi màu, nó sẽ túm lại đây, nó sẽ qua màu đen này, đó bông vàng. Nhưng mà đen này thì phải đợi lâu lắm, tầng đó bắt đầu nó đổi qua sọc, nó bị, nó đổi chắc còn mấy tháng nó mới đổi, tại vì nè mọi người thấy không, đó nó mới cái nâu thôi, đỏ bên này nó không có đen được, nó chỉ hồng ở trên thôi, hồng đỏ trên thôi, còn kia bắt đầu chuyển đen, còn kia là ngọc bích đỏ, cái giống ngọc bích xanh này là bích đỏ. Ồ, có cái thằng này, thằng này là ta kêu là cái ear gì đó, ear stick, nó giống như cái lỗ tai vậy đó. Cái cây của nó là bụi lớn nha, tại vì bụi nó bự lắm, mình trồng cây con cho nó bị giống khác. Cho nó gọi là gì ta, ây da, đẹp quá mà không quay được nữa, mười mấy phút mệt rồi. Cứ gọi là gì, mình định nói quên rồi. Ồ, cho nó vừa với lại cái hình chữ S của mình Việt Nam. Tại vì mai mốt cái này mà nó bự quá lên mấy cái này nè, bắt đầu bự hết á, chứ không có nhỏ đâu nha, thì Liên sao mình chỉnh nó lại, cho nó vừa vừa đúng size thôi. Tại bự quá nó sẽ không thấy được, giống như cái này bự quá là nó che mấy cái bông khác. Trong khi trong đây mình có rất là nè, cái bông này nữa nè, chuẩn bị đen. Trong đây rất là nhiều giống nè, thấy không? Cái này sẽ bự như bàn tay mình, bự lắm. Nhưng mà trồng đá đi, mai mốt mình phải dời cục đá ra nữa. Thấy không? Đó, coi như mình đây là khoảng là ra nguyên cái dòng này chắc 40-50 giống hơn.
Sen không á, nó đi theo từ cái lằn trắng đó mọi người thấy không? Đó, tại vì liên quay không đủ ánh sáng ha. Đó. Còn cái giống này là mình nha có bự, có này kia còn. Liên còn ngọc bích, bông vàng nó nở ngoài kia xuống. Ôi ngừng đi. Mệt quá. Máy bay mọi người. Có bông đẹp liên quay. Chắc hôm nay bờ nó có bông hồng đẹp quá, mà không qua được chút nữa. Tạm thời vậy nha. Coi lại hình chép. Bye bye mọi người, mình sẽ quay ở phía sân sau, mình còn mấy cái chậu sen đá nhỏ nhỏ giống khác nữa nha. Tạm thời vậy đi, mệt rồi. Nói nãy giờ thở hì hục. Cái này nó khó thấy quá ha. Đó, nhưng mà nó là sen đá chắc là phải chơi cái màu trắng ở đây mọi người mới thấy được cái bông của nó. Ok, bye bye. Đó, thôi chào cả nhà. Sáng ra mình đi ngang mình ngắm vô, tối chiều mình cũng ngắm. Rất là đẹp. Rất là thích.